cộng đồng mạng và những người có trách nhiệm nhận được một bức thư gửi đi từ đồng tâm, mà theo quan điểm đó đích thực là một bức thư kêu cứu đầy khẩn thiết. Bức thư phản ánh về một nhân vật ít ai ngờ tới nhưng lại có vị trí vai trò khá quan trọng tại Đồng Tâm, đó là bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, bà Lê Thị Lan. Bức thư viết: thật đáng lòng, những cán bộ kiên trung tại xã Đồng Tâm thời gian qua ai cũng biết Nguyễn Thị Lan là một kẻ có trình độ, chỉ phù hợp với nhân viên văn phòng, nhưng được Lê Đình Lường, Lê Đình Kình tổ chức đồng thuận và tổ đồng thuận tìm mọi cách gây phức tạp tình hình bầu cử tại xã Đồng Tâm để đưa Lan lên làm bí thư đảng ủy. Nguyễn Thị Lan tự nguyện làm con bù nhìn theo chân Lê Đình Kình, thực hiện những chỉ đạo của Kình. Bây giờ ta có thể hiểu tại sao thời gian qua tất cả những chủ trương chỉ đạo đúng đắn của chính quyền thành phố Hà Nội đều bị Nguyễn Thị Lan cùng một số kẻ trong đảng ủy xã Đồng Tâm cố tình không thực hiện hoặc gây sức ép với các đảng viên khác nhằm xuyên tạc các chủ trương đó. Những ngày cán bộ công an, cán bộ huyện Mỹ Đức bị giữ trái pháp luật tại nhà văn hóa thôn Hoành, Nguyễn Thị Lan với cương vị là bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm lại im lặng một cách đáng ngờ. Nhà bà ta không xa nhà văn hóa thôn Hoành, cũng rất gần nhà những kẻ cầm đầu như Bùi Văn Nhạc, Lê Đình Ba, nhưng bà ta vô cảm, vô trách nhiệm với loạt hoạt động gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bà ta vẫn là bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, nhưng cái cách mà Bùi Viết Hiểu công bố công khai việc Nguyễn Thị Lan là người ủng hộ các hoạt động của tổ đồng thuận thì tại sao các cấp chính quyền Hà Nội không xử lý với Lan? Chúng ta hoàn toàn ủng hộ việc các cấp xem xét kỷ luật đối với Nguyễn Thị Lan, một cán bộ đảng viên đã ngấm ngầm ủng hộ các đối tượng hoạt động gây mất an ninh trật tự, thiếu trách nhiệm làm tình hình phức tạp hơn tại địa phương. Sở dĩ chúng ta coi đây là một bức thư kêu cứu bởi rõ ràng người dân Đồng Tâm đang muốn yên ổn, yên bình trở lại. Thế nhưng Đồng Tâm vẫn chưa thể yên bình do còn sự chống phá quyết liệt của nhóm đồng thuận với những Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Công và đặc biệt là sự hậu thuẫn ngấm ngầm của chính bà bí thư đảng ủy xã Lê Thị Lan. Cần thấy rằng bí thư đảng ủy được xem là một trong những người cốt cán trong chính quyền cơ sở, thay mặt các cấp ủy đảng, chính quyền cấp trên triển khai các chủ trương, chính sách tại cơ sở xã phường thị trấn có vững mạnh thì phụ thuộc rất nhiều vào những người đứng đầu như bà Lê Thị Lan. Nhiều người chứng kiến những sự việc phức tạp liên tiếp xảy ra tại Đồng Tâm đã đặt câu hỏi: vai trò của chính quyền cơ sở đâu? Hóa ra câu trả lời ở đây, chính quyền cơ sở tại Đồng Tâm đã bị vô hiệu hóa, mà trong những nguyên nhân quan trọng như bức thư kêu cứu kia đã vạch rõ, đó chính là vai trò của bà Lê Thị Lan. Bà ta chính là cánh tay nối dài của ông Kình, và vì thế bà ta ngấm ngầm đứng sau ủng hộ, hậu thuẫn cho nhóm đồng thuận, vô hiệu hóa mọi sự chỉ đạo từ chính quyền cấp trên. Chỉ cần nhìn vào dòng họ Lê của bà bí thư đảng ủy cũng có hiểu được như thế nào. Theo phản ảnh của người dân Đồng Tâm thì chính ông Lê Đình Kình với các bức cờ cao tay của mình và dùng sức mạnh dòng họ để gây sức ép lên cuộc bầu cử trước đây, thao túng bầu cử để đưa bà Lan lên làm bí thư đảng ủy xã, phục vụ cho các toan tính của ông. Mối quan hệ mật thiết giữa bà Lê Thị Lan với ông Kình còn biểu hiện rõ khi cuộc hội nghị nhân dân mới đây, ông Bùi Viết Hiểu và Lê Đình Kình soạn hai bài viết dài để ca ngợi Lê Thị Lan và phê phán chỉ trích những cán bộ xã huyện đang lên án nhóm nổi loạn đồng thuận. Rõ ràng, người dân Đồng Tâm đang kêu cứu trong tuyệt vọng. Họ mong muốn chính quyền Hà Nội phải khẩn trương giải quyết xử lý những kẻ trong nhóm đồng thuận và cả những người như bà bí thư đảng ủy xã Lê Thị Lan. Chỉ có như thế có thể bình yên mới quay trở lại vùng quê này. Bà Nguyễn Thị Lan hiện đang là bí thư xã Đồng Tâm, tuy chưa công khai hiện diện trong các cuộc hội họp của các nhóm đồng thuận, nhưng trong cuộc họp mới đây nhất đã chính thức được Bùi Viết Hiểu và Lê Đình Kình soạn hai bài viết rất dài để ca ngợi chị này và tấn công những cán bộ xã huyện đang bất bình, lên án kẻ được xem là hậu thuẫn cho nhóm nổi loạn đồng thuận từ đầu chí cuối. Vậy là đã rõ, cụ Kinh triệu tập tất cả cuộc họp chỉ để đấu tố một cán bộ tiên giáo và bảo vệ con bạch tuộc Nguyễn Thị Lan của họ, cũng như hạ uy tín ông chủ tịch xã đương nhiệm. Cái gọi là chống tham nhũng mà cụ Kinh đang núp bóng thực chất vẫn là cuộc tranh giành vị thế cho người nhà của mình, nắm các vị trí chủ chốt của xã huyện và lè bịp dân chúng. Trong bài viết bức xúc, người dân đã có những bức thư, tâm thư gửi đến chính quyền. Riêng chúng ta hoàn toàn ủng hộ việc các cấp xem xét kỷ luật đối với Nguyễn Thị Lan, một cán bộ đảng viên ngấm ngầm ủng hộ các đối tượng có hoạt động gây mất an ninh trật tự, thiếu trách nhiệm làm cho tình hình phức tạp
thêm tại địa phương. Nếu Lê Đình Kình được xem là thủ lĩnh công khai của nhóm đồng thuận, thì bà bí thư đảng ủy xã thực sự là con bạch tuộc đứng sau hậu thuẫn, giật dây và điều hành mọi đường đi nước bước, và là điểm tựa tinh thần để những người dân nhẹ dạ vững đi theo của Kình và nhóm đồng thuận. Họ biết rõ kẻ bảo kê giấu mặt cho họ trong chính quyền còn an toàn thì chiến khu của họ vẫn là vùng đất bất khả xâm phạm. Mọi nỗ lực của chính quyền Hà Nội đều bị vô hiệu hóa ở cấp cơ sở. Mong rằng chính quyền Hà Nội trước khi xử lý những kẻ gây rối, bắt giữ người trái pháp luật, phá hoại tài sản nhà nước, hãy chặt đứt cái vòi bạch tuộc với tinh thần, và với tinh thần này thì mới mong tình hình đồng tâm nằm trong tầm kiểm soát được.